Nhà vườn mình xin chia sẻ mọi người đến cái dòng mai hoa thiên ngọc. Mai hoa thiên ngọc đó là một cái dòng hoa rất là sai hoa, dày hoa, thân thu nó cũng to. Đặc biệt là cái dòng mai hoa thiên ngọc đó là một cái dòng cánh bầu xuyên hoa lắm mọi người ạ. Nó ra hoa quanh năm luôn. Với lại là nó là một cái dòng khi mà nó ra hoa đến khi nó tàn, cái khuôn hoa của nó không có bị vỡ. Nên là hầu như ai cũng thích sưu tầm lại cái giống dòng mai hoa thiên ngọc đó. Mọi người cần hoa thẳng, sai hoa, dày hoa. Mình xin giới thiệu mọi người bốn cái mã, bốn chậu này. Chậu nào cũng một mẹ một mầm, một mẹ một mầm là được ba chậu. Mình bán với cái giá là 250.000 một chậu. Một chậu là 40k tiền ship nha mọi người, tại vì thân nó cũng dài ấy, đóng gói nó cũng dài nên là 40k tiền ship. Mọi người lấy hai chậu cũng 40k. Và cái mã đây, thôi cái mã đây cũng bán 250 đi. Cũng bán 250 luôn này, tại vì cái mầm này nó hơi nhỏ hơn xíu. Còn mấy cái mầm này thì nó to, cứ một chậu vậy là 250k. Anh chị em nào muốn sưu tầm cái dòng mai hoa thiên ngọc thì mọi người chỉ cần nhắn tin tới số điện thoại 0935 175 478. Cái số đó là nhà vườn mình có xài Zalo nha mọi người. Coi nó đã thuần ấm chậu rồi thì nó sẽ phát triển rất là mạnh và nó xuyên hoa là nó ra hoa quanh năm luôn. Mình hy vọng anh chị em nào xem cái video đây là mọi người có thể sưu tầm lá giống. Tại vì cái dòng mai hoa thiên ngọc là được cộng đồng chơi lan đánh giá coi này là rất là cao, thân thụ nó to, với lại là sai hoa, dày hoa. Một cái coi tầm cao đáng cho mọi người bỏ cái đồng tiền ra mọi người sưu tầm. Mọi người cái số 0935 175 478 cái số này mình có xài Zalo nha. Mọi người có thể kết bạn cái số Zalo đây, mọi người nhắn tin. Nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi coi cho mọi người một giò như thế này là với cái giá là 250k cộng với 40k tiền ship. 40k tiền ship. Chỉ có 4 chậu mai hoa thiên ngọc, 4 chậu thôi nha mọi người. Mai hoa thiên ngọc bông rất là thơm, dòng cánh bầu sai hoa dày hoa.